thổi bút lên này. Cái khía nước dừa này rất hấp dẫn luôn. Cái đùi gà này ăn ngon hơn mấy cái ức. Chan nước tương ớt rồi nè. Xin chào cô bác, chị bạn. Trước tiên Sơn xin kính chúc cô bác, anh chị, các bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay xin làm cái món đùi gà khìa nước dừa. Đây, mua được một mớ đùi gà, rửa muối sạch hết rồi. Đây, có quế khâu, một tay vị, dòng mè, gừng, nước tương, ớt khô, ngũ vị hương với bột cà ri, dầu hào, rượu trắng, dầu màu điều, có thao nước dừa xiêm, dầu màu điều, một chai dầu màu điều, dầu mè, cho thêm ít đường, ngọt, rượu, hạt nêm, dầu hào, ít ớt khô, nước tương. Cà ri mình cho tổng khoảng nửa bịch, ngũ vị hương 1/4 bịch, mình trộn cho nó đều, xong mình để tổng khoảng nửa tiếng sau nữa mình đi mới đi nấu để cho nó thấm. Dừng. Với khâu trong cây diện để mình sẽ tạo mùi hành tím, tỏi. Mình đứng đây khói bốc lên rất thơm, mình xào cho cái đùi gà cho nó săn thịt săn, mình cho cái nước dừa vô mình chia nè, này nó thơm, mình này mình tạo cho nó tăng lên mùi thơm. Cái mình ăn cái đùi gà, cái da gà nó cũng thơm. Cho cái nước dừa vô mình nấu cho nó sắc cạn luôn. Cái này nó sắc xuống rất là hấp dẫn luôn. Xin chào ông bà cô bác chị và các bạn. Đây, hôm nay thử solo đùi gà khìa nước dừa thử bữa ha. Đây, nó có chuẩn bị một mâm đùi gà khìa nước dừa. Hồi nào em cũng chưa từng ngồi ăn một mình đùi gà khìa nước dừa đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thử ha. Dạ thơm quá. Ra thử coi sao. 4 kg. 4 kg là tức là em còn 3,5 kg nữa thôi. Dạ. 3,5 kg. Bây giờ anh nói với em thế này. Anh nghĩ đâu ok cho em 30 phút. Sao? Dạ. 30 phút ha. Dạ. Coi như là chỉ đi loại bỏ một phần xương thôi nha. Dạ. Rau làm hết nha. Dạ. Hết trước 30 phút thì em có 10 tờ này ha. Dạ. Mời ông bà cô bác dùng đùi gà kia với con. Rồi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Sao đẹp trai? Ngon quá. Ờ à. Cái nước này chấm với rau bắt quá. Dạ. Dính. Ok à. Cái đó nước dừa nó kẹo lại đó. Mình chấm với rau cũng ngon. Tại mình khìa để ăn chơi thì nó rau không có mặn. Nó chỉ vừa miệng với nó ngọt ngọt chút đỉnh thôi.
ngon. Kẹp miếng gạo sống rồi vô ha, đồ thơm rồi ha. Cái này thì vừa ăn này, khỏi chấm nước tương luôn, vừa ăn quá lắm. Dạ. Chưa biết hương vị này sao.
còn 9 phút nữa thôi. Nói chung là tùy theo cái món ăn mà khó thì mình có thể để thời gian dài chút, hoặc cái món ăn mà dễ ăn thì mình để thời gian ngắn chút, với lại số lượng, chứ không phải clip nào mình để thời gian cũng như clip đó. Ví dụ như đồ nước mình để thời gian dài vậy thì bình thường quá. Thank you.
3 phút nữa. Bữa giờ phải ăn, thấy tốc độ tính nó 25 phút là hoàn thành. Chắc này 28 phút 30 giây rồi. Cái 3,5 kg mà được gà này mình để cho anh ba là 25 phút gỡ vô sẽ hoàn thành. Em nó mới vô hình như cũng còn chậm hơn anh ba, tốc độ không bằng anh ba. Ê vui thôi, không kịp giờ em ơi. Giấc này như là thấy cái giấc này là tốc độ quá chậm. Phải như giấc trước á, đầu thì có thể hoàn thành. No hả em? Nói chung no thì ăn chậm phải rồi. 3,5 kg thì cũng thử chứ 3,5 kg để ba là bình thường. Tầm 25 phút mà. Ok, hôm nay ngoại lại tặng cho em 2 tờ em, uống phê. Cái bà thử thấp mà ít quá thì không gọi là thử thấp. Hôm nay là 3,5 kg thì mình nghĩ nó cũng ok, nhưng mà em nó chưa được. Rất mong là cô bác chị bạn thông cảm. Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, dầm nang. Xin chào và hẹn lại. Bye bye.